thủ đô Hà Nội vượt hơn 2.000 cây số sau 2 giờ 30 phút trên chuyến bay của hãng hàng không China Airlines. Chúng tôi đến sân bay quốc tế Đảo Viên, sân bay lớn nhất Đài Loan, khởi đầu cho chuyến đi 7 ngày tới vùng đất xưa kia, từng được các thủy thủ Bồ Đào Nha gọi là hòn đảo xinh đẹp, và bây giờ được mệnh danh là trái tim châu Á. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Đài Loan, đó là vùng đất với những con người mến khách. Đài Loan có các thành phố lớn như Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng. Đây là những trung tâm chính trị, kinh tế thương mại, văn hóa nghệ thuật và cũng là những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách quốc tế. Đài Loan hiện có dân số hơn 23 triệu người, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 21.000 đô la Mỹ. Đây chỉ là ấn tượng đầu tiên về mức sống khá giả của người dân Đài Loan. Ngoài những điều này, Đài Loan có đầy đủ thế mạnh, từ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái với bản sắc văn hóa giàu tính nhân văn, nhân ái, cho đến phong tục tập quán truyền thống và văn hóa ẩm thực. Đài Loan quả thực đã vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người. Đoàn chúng tôi gồm phóng viên đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tạp chí Thế giới ảnh, tạp chí du lịch và báo điện tử Việt Nam Plus, thông tấn xã Việt Nam. Nhiều người lần đầu tới Đài Loan, mỗi người có một cảm nhận khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là mong muốn khám phá, giới thiệu những nét đặc sắc nhất về cuộc sống, con người nơi đây với những ai muốn tìm hiểu về Đài Loan. Ngay khi đặt chân đến Đài Bắc, chúng tôi tới thăm hãng hàng không China Airlines, hãng hàng không lớn nhất Đài Loan và là một trong những nhà vận chuyển hàng đầu châu Á. Ông Lâm Tông Hồng, giám đốc dự án phát triển kinh doanh của China Airlines, nhiệt tình giới thiệu về mô hình đào tạo lái máy bay của hãng. Ông cho biết, mục tiêu của China Airlines là sở hữu 100 máy bay vào năm 2020. Năm 2016, China Airlines sẽ bổ sung 14 máy bay Airbus A350-900 để sử dụng trên tuyến đường bay tầm trung và tầm xa. Hiện nay, China Airlines đã có phi đội gồm 75 máy bay với rất nhiều máy bay hiện đại như Boeing 747, Airbus 340, Airbus 330 và Boeing 737. China Airlines vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật kế hoạch hiện đại hóa đội tàu bay. Từ năm 2014, China Airlines sẽ dần thay thế những máy bay cũ trên các tuyến đường bay dài đến châu Âu và châu Mỹ bằng máy bay mới Boeing 777-300ER. Đội bay của China Airlines gồm có các dòng máy bay hiện đại nhất thế giới với tuổi bình quân 8,3 năm và hiện có hơn 100 điểm kết nối đến châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Với hơn 100 chuyến bay thẳng mỗi tuần, nối Đài Loan với hơn 20 thành phố lớn ở Trung Quốc, China Airlines được xem là hãng hàng không lớn nhất kết nối Đài Loan với Trung Quốc. Rời China Airlines, trời đã tối. Sau nửa giờ ăn tại nhà hàng Sheraton Palace, chúng tôi tiếp tục khám phá chợ đêm là một trong những nét đẹp văn hóa ở Đài Loan. Đối với người Việt, chợ đêm không có gì xa lạ. Nhưng sức hút kéo mọi người ra khỏi nhà hàng đêm chính là bởi chợ không đơn thuần chỉ là nơi mua bán, mà đó còn là khu giải trí, ăn uống náo nhiệt như đi chảy hội.
Đài Loan có hơn 100 chợ đêm, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến là chợ Sĩ Lâm, Tây Môn Đình ở Đài Bắc, Phụng Giáp ở Đài Trung, Lục Hợp ở thành phố Cao Hùng. Các khu chợ đêm bắt đầu nhộn nhịp từ 5 giờ chiều và kéo dài đến sáng. Chợ đêm Sĩ Lâm lớn nhất Đài Loan bán nhiều mặt hàng với đủ loại bình dân, trung, cao cấp. Chợ đêm Đài Loan là nét đẹp văn hóa sinh hoạt cộng đồng cư dân bản địa, tạo cơ hội cho khách du lịch từ xa tới hòa mình vào nếp sống thân thiện ở một thành phố hiện đại. Dạo quanh phố phường buổi tối ở Đài Bắc mới cảm nhận được lối sống của người dân xứ Đài. Thành phố Đài Bắc có hơn 2 triệu dân, nhưng lượng du khách các nơi khác về đây rất đông. Đường phố luôn nườm nượp người đi bộ. Các quán ăn ven đường, khu trung tâm mua sắm luôn đầy ắp người. Du khách đến Đài Loan từ lục địa Trung Quốc chiếm hơn 60%. Phần còn lại là Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và các nước phương Tây. Palais de Chine Hotel là khách sạn đầu tiên chúng tôi nghỉ ngơi sau một ngày khám phá Đài Bắc, đã cho mỗi thành viên trong đoàn một cảm giác thư thái với những tiện nghi sang trọng hiện đại. Ngoài khách sạn Palais de Chine Hotel, Đài Loan còn rất nhiều khách sạn sang trọng khác. Trong đó phải kể đến các khách sạn 85 tầng Sky Tower Hotel tại thành phố Cao Hùng. EDA Skylark Hotel nằm trong tổ hợp EDA, bao gồm khách sạn và khu vui chơi giải trí. The Blender Hotel tại Đài Trung và khách sạn Skyline Hotel gần sân bay Đảo Viên, Đài Bắc. Tùy theo nhu cầu, các khách sạn sang trọng Đài Loan có cả dịch vụ dành cho du khách ít tiền thuê phòng. Người phiên dịch đoàn cho chúng tôi biết, ngoài loại phòng sang trọng hạng thương gia có giá hơn 400 đô la Mỹ một ngày đêm, vẫn có các phòng phù hợp với khách có thu nhập ở mức bình dân, khoảng hơn 1 triệu đồng Việt Nam một ngày đêm. Tạm biệt Đài Bắc, đáp chuyến tàu cao tốc tới thành phố Cao Hùng thuộc Đài Nam. Sau hơn 1 giờ 30 phút, chúng tôi đã ở trên dòng sông tình yêu, bồng bềnh sông nước để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình và mộng mơ của miền Nam xứ Đài. Dòng sông tình yêu chỉ dài 12 km, chảy xuyên qua thành phố Cao Hùng, nhưng có tới 22 cây cầu bắc qua, tạo cho du khách một cảm nhận giống như dòng sông Sen ở Pháp hay sông Thêm ở nước Anh. Đôi bờ sông thơ mộng được tạo nên bởi những quán cà phê nhạc sống, nhà thờ Hori Rosari, cầu Cao Hùng uốn lượn, nhiều sự kiện văn hóa
như các chương trình ca nhạc và lễ hội đèn lồng thường được tổ chức bên sông, ồn ào, náo nhiệt, nhưng không vì thế mà mất đi những phút giây thanh bình vốn có của nó. Thú vị nhất là tham quan tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm nổi tiếng bậc nhất Đài Loan, Etherwood. Đây là mô hình kiểu mẫu về đầu tư dài hạn và đầu tư cho tương lai. Cả một quảng trường rộng lớn có thể tổ chức sinh hoạt tập thể cho hàng nghìn người. Du khách được hòa mình vào các trò vui chơi giải trí có 102, trực thăng bằng kỹ xảo hình ảnh 4 chiều khám phá vùng đất Đài Loan. Ngồi trên những chiếc cabin nối thành vòng tròn khổng lồ trên bầu trời. Vòng tròn cabin này được xây trên một tòa nhà mà ở đó có thể nhìn toàn cảnh thế giới Eda như có cảm giác đang ngồi giữa chốn bồng lai tiền cảnh. Ngay cổng vào là khách sạn Eda Skylark Hotel, nơi chúng tôi nghỉ sau 2 ngày tác nghiệp, là những con đường nhựa láng bóng, kết nối các khu tổ hợp tạo thành một vòng khép kín. Dọc hai bên đường là trung tâm mua sắm với hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ. Tại đây, có khu mua sắm Ida rộng lớn với đủ các mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đối lập với khu vui chơi ồn ào náo nhiệt của tổ hợp Ida là những phút giây tĩnh lặng, thư thái riêng cho mọi người khi tới thăm nơi tưởng niệm Đức Phật Di Đà, hay còn gọi là kỷ niệm quán Phật Đà, để được tận mắt chứng kiến và hiểu thêm đời sống tâm linh của người dân Đài Loan. Người dân Đài Loan sùng đạo Phật, ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo tới đời sống người Đài Loan có thể nhận thấy ở sự hiện hữu của các quán ăn chay tại khắp mọi nơi. Công nghệ chế biến đồ ăn chay của Đài Loan đứng hàng đầu thế giới. Ngay tại nơi tưởng niệm này, người ta xây hẳn một khách sạn 5 sao có tên Hy Lai, chuyên phục vụ đồ ăn chay cho du khách tới tham quan. Chúng tôi được thưởng thức một bữa ăn chay với gần 20 món như mì canh, sủi cảo, nấm đông cô, cơm bát bảo, đậu hũ, canh theo mùa, v.v. Theo như giới thiệu, các món ăn chay đều tươi và đầy đủ vi chất, đảm bảo sức khỏe. Lượng người tới đây thưởng thức món ăn chay đông đúc nhưng tuyệt nhiên không có sự chen lấn, xô đẩy. Kỷ niệm quán Phật Đà tọa lạc tại Phật Quang Sơn, thành phố Cao Hùng, trải qua 9 năm xây dựng và mới hoàn thành năm 2012. Kỷ niệm quán Phật Đà có tổng diện tích 100 hectare, là một quần thể kiến trúc hùng vĩ, rộng thênh thang. Ở đây có con đường thành Phật Đại Đạo. Hai bên có 4 ngôi bảo tháp đối lập. Cuối đường là quảng trường Bồ Đề và chánh quán. Phía sau chánh quán là tôn tượng Phật Quang Đại Phật, cao 108 m, là Đại Phật được đúc bằng đồng cao nhất thế giới hiện nay. Kỷ niệm quán Phật Đà có 8 bảo tháp, 48 gian địa cung,
và 8 thiên cung. Bên trong cất giữ những văn vật có đủ tính kỷ niệm và tính hiện đại. 48 địa cung này dự định 100 năm sẽ mở một gian, để 4.800 năm sau mọi người sẽ biết sự sinh hoạt của con người theo từng mỗi niên đại. Kỷ niệm quán Phật Đà cũng không cần bán vé vào cửa, hy vọng có thể khiến cho mọi người mỗi lần đến tham quan sẽ cảm nhận được bầu không khí không giống nhau, là nơi có thể tịnh hóa tâm linh, thăng hoa nhân cách, có thể thay đổi tâm trạng và phong thái chính mình. Đại sư Tinh Vân, tông trưởng Khai Sơn Phật Quang Sơn từng nói: Đức Phật rất vĩ đại, pháp thân của Ngài khắp cả hư không, có rất nhiều cảnh tượng kỳ diệu nổi tiếng trên thế giới. Bất kể kỷ niệm quán Phật Đà trong tương lai có trở thành một kỳ quan hay không, nhưng nếu người trên toàn thế giới chỉ cần biết nơi đây là kỷ niệm quán Phật Đà, thì có thể biết đây là báu đảo Đài Loan. Sau Đài Nam và thành phố Cao Hùng, chúng tôi đến huyện Nam Đầu thuộc Đài Trung, là nơi duy nhất ở Đài Loan không có bờ biển, nhưng có tài nguyên du lịch núi rừng phong phú, có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như Nhật Nguyệt Đầm, Khê Đầu, Vụ Xã và suối nước nóng Lô Sơn. Nhật Nguyệt Đầm là đầm lớn nhất ở Đài Loan. Nhìn từ phía đông sẽ thấy đầm giống hình mặt trời, nhưng nhìn từ phía tây lại giống như vầng trăng khuyết. Chính bởi lẽ đó mà đầm được đặt tên là Nhật Nguyệt. Hàng năm, Nhật Nguyệt Đầm đều tổ chức cuộc thi bơi với sự tham gia của hàng vạn người cùng với pháo hoa và âm nhạc, khiến cho Nhật Nguyệt Đầm đẹp lung linh, huyền ảo. Bốn bề xung quanh Nhật Nguyệt Đầm có rất nhiều địa điểm nổi tiếng như đền Quan Thánh Đế Quân, Khổng Tử và Nhạc Phi. Có thể nhìn từ xa toàn cảnh Nhật Nguyệt Đầm với văn võ miếu, tháp Tử Ấn. Đến Đài Trung, bạn có dịp đi cáp treo tham quan làng văn hóa dân tộc thiểu số Cửu Tộc, chiêm ngưỡng vườn hoa mang đậm phong cách châu Âu, tìm hiểu về văn hóa các dân tộc thiểu số hoặc trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh như thám hiểm vũ trụ UFO, rạp phim 3D, tàu lượn siêu tốc. Nam Đầu thuộc Đài Trung cũng là nơi sản xuất chè nổi tiếng của Đài Loan. Người ta quen gọi Đài Loan là vương quốc trà, nổi tiếng có trà ô long, trà bao trùng, trà thiết quan âm. Người Đài Loan có văn hóa uống trà đặc biệt nổi tiếng thế giới với trà say của khách gia và trà sữa trân châu. Mỗi nơi chúng tôi đến, cảm nhận chung với tất cả thành viên trong đoàn, đó là một vùng đất thanh bình và đáng nhớ. Với cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện, rất đẹp mắt. Nối liền giữa các thành phố là đường cao tốc rộng dài và hiện đại. Xe máy ở Đài Loan để ở phần đường sát vỉa hè, rất ngăn nắp, không khóa cổ, không có người trông coi và không mất cắp. Những năm gần đây, du lịch Đài Loan đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế,
Đài Loan đã thực hiện loạt chính sách mới để thu hút nhiều du khách đến với hòn đảo này. Trước đây, việc xin cấp phép du lịch đến Đài Loan hết sức khó khăn, nhưng bây giờ đã khác. Để khuyến khích du khách, Đài Loan đã thực hiện chính sách đăng ký cấp phép vào Đài Loan trên trang mạng điện tử, giảm bớt việc đi lại tốn kém và những thủ tục hành chính phức tạp. Từ năm 2013, những công dân Việt Nam đáp ứng được yêu cầu về thủ tục sẽ được làm thủ tục cấp phép nhiều lần, lưu trú 30 ngày trong thời hạn 1 năm. Bên cạnh đó, công dân Việt Nam có visa đi Mỹ, Nhật, Canada, Australia, New Zealand và các nước thuộc khối Schengen đang trong thời hạn còn hiệu lực, có thể đăng ký cấp phép vào Đài Loan online miễn phí. Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan không ngừng mở rộng quảng bá du lịch vào thị trường Đông Nam Á. Năm 2012, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Đài Loan tăng hơn 40%. Tổng lượng du khách giữa Việt Nam và Đài Loan đạt kỷ lục mới là 430.865 người. Hiện nay, hai bên đã mở nhiều đường bay thẳng giữa các thành phố Đảo Viên, Cao Hùng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của ngành từ nay đến năm 2016 sẽ đón 10.000 lượt khách Việt Nam tới Đài Loan và mong muốn hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa du lịch. Bảy ngày công tác ở Đài Loan để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Cảm ơn sự thịnh tình của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan, Cục Di dân Bộ Nội vụ và những đồng nghiệp của chúng tôi ở Đài Truyền hình Dân Thị đã tạo điều kiện cho các nhà báo Việt Nam cơ hội trải nghiệm, khám phá với những cung bậc cảm xúc thú vị và ấn tượng khó quên về vùng đất xứ Đài. Một hòn đảo xinh đẹp, thật xứng đáng với câu slogan Đài Loan, trái tim châu Á.